4 tập của vòng tuyển chọn đã có 24 thí sinh đơn ca và nhóm xuất sắc nhất được bước tiếp vào vòng trong. Tuần sau, tại vòng đối đầu 1, các thí sinh sẽ được bắt cặp với nhau để song ca, mashup. Đặc biệt cuối chương trình, ngoài 8 thí sinh đơn ca và nhóm cao điểm nhất bước thẳng vào vòng trong, những thí sinh có điểm thấp nhất sẽ có cơ hội bước tiếp khi các huấn luyện viên thể hiện quyền lực của mình khi chọn một thí sinh đi tiếp cùng chương trình. Hết khoe con rồi lại tới khoe chồng. Phải, cô Tiên nó thường hay nói vĩ mô lắm. Có hiểu không? Trời ơi, tôi đọc đầu chết đi. Đầu tiên của vòng đối đầu được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau vào lúc 12 giờ thứ hai ngày 25 tháng 9 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.